Sáng nay mùng 3 Tết, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn đã mở cửa thông quan trở lại sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Như vậy là sớm hơn so với mọi năm từ 3 cho đến 4 ngày. Những chuyến hàng đầu tiên sang Trung Quốc chủ yếu là nông sản gồm xoài, mít và thanh long. Hiện có gần 700 xe nông sản đang chờ thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Hôm qua và hôm nay, mỗi ngày có khoảng 100 xe nông sản được đưa thẳng lên các cửa khẩu. Tỉnh Lạng Sơn vẫn theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu để dự báo và hướng dẫn điều tiết phân luồng từ sớm, từ xa, đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa tránh ùn tắc, ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu.